À, vô phá đảo tiếp, phá đảo chợ Tân Hiệp. Ồ, mực nè. À, quầy hải sản. Mực ống khổng lồ. À, hấp là loại nào chị? Chị? Hấp là đây, còn nướng là loại nào? Ồ, còn cá hố, khu này cá hố nha các bạn. Đó, khu này toàn là cá hố không mà này. Đó, các bạn mua. Khu này cá hố không này. Đó. Các bạn đi chợ Tân Hiệp hoặc là mua cá hố là có thể chợ này nè, chợ này thấy cá hố không này. Chào quý anh chị cô chú, ngày hôm nay Mr. Alo đi chợ Tân Hiệp ở thành phố Tuy Hòa, đã quay chợ Tân Hiệp cho các bà con và mình đi xem chợ có cái gì nha bà con. Những ngày sau lễ, Mr. Alo quay hết tất cả những gì của thành phố Tuy Hòa cho các bạn luôn nha. Đó, mình đi quay ra quầy trái cây, rau. Quan trọng ngày hôm nay Mr. Alo đi tìm hải sản. Vàng, có mua vàng ghé luôn nha các bạn. Đó. Đây, hàng vàng cô gì cô? Hàng vàng chị gì để cho người ta biết? Chị gì? Hàng vàng ở chợ Tân Hiệp, hàng mít luôn. Giờ tới hàng hàng hải sản rồi các bạn. Mua hải sản. Đó, hải sản, ốc, ốc móng tay, hàu, sò lông, sò huyết, ốc hương. Đó, ốc hương nè các bạn. Ốc hương nhiêu ký vậy? À, một lò 250, một lò 300 nha các bạn. Đó, lò 300 to chà bá kìa. 250, 300. Đó, lọ đó 250. Quay gần luôn, ốc hương nè các bạn. Ốc hương Tuy Hòa. Hàu luôn kìa. Xà dương 130, ốc bông tay. Tôm nhiêu ký vậy? Tôm 270. Tôm 27 nha các bạn. Đó, về đây hàu. Hàu Phú Yên là y bài nha các bạn. Đó, có ốc gạo nè. Ai ở tỉnh khác không biết ốc gạo đâu. Đây, ốc gạo Phú Yên nè các bạn. Đó, đó ngồi buồn buồn các anh chị hay là mấy cái cô về có tuổi ngồi buồn buồn lỡ cái này buổi trưa nè các bạn. Đây, ốc gạo nè. Ốc gạo này bán sao chị cho người ta biết chị? 85.000 lon lớn. 60. À, 35.000 lon nè các bạn. Đó. Về đây là ốc gạo dốc ruốc nè đó. Nếu ai không biết ốc ruốc ở đây. Đó, ốc ruốc Phú Yên nè. Miền Trung là cứ ngồi lỡ lỡ buồn buồn lỡ mấy cái này nè các bạn. Đốt cháy thời gian đó. Rồi cái này là bắp xào. À. Rồi, lá dứa. Dạ, ok, chị tên gì để biết cho mọi người biết ở chợ Tân Hiệp. Chị gì bán ốc? Chị Muội. À, đâu tập tiếp đâu. Rồi đi quay tiếp chợ Tân Hiệp. Bên đây đã phá đảo chợ Tân Hiệp nha các bạn. Quay hết chợ Tân Hiệp cho các bạn luôn. Đây. Dạ. Đó. Ghẹ chà cá, quầy cô gì con? Ghẹ chà cá cái quầy cô gì? Cô Mỹ sông cầu đấy, ghẹ chà cá nè. Cá này là cái gì con? Chà gáy. Chà gáy mình nấu sao con? Mình làm món gì? Hấp. Đó, cá gáy nè các bạn.
Cái này cái biển chứ đúng không con? Ồ đó, ghẹ. Ghẹ 80. Cô Mỹ Sông Cầu hả con? Đó, quầy cô Mỹ Sông Cầu ở lòng giữa lòng chợ. Chè cá luôn nè. Chè cá Phú Yên là nhức nách nha các bạn. Ngon mà ăn giật luôn á. Thôi cầm để chắc ăn. Ghẹ tươi không con? Tươi không chứ mua về ăn tươi là khổ. À, Mr. Alo đang coi mua ghẹ nè các bạn. Cô Mỹ Sông Cầu, cô lựa ghẹ nào được lựa cho con ngay. Về con hấp review cô Mỹ Sông Cầu đúng không? Cô lựa chắc phải đấy nha. Cô đọc số điện thoại đi, cô đọc số điện thoại ai cần gọi luôn. 0934 994 791 rồi 0934 994 791. Sông Cầu thì nổi tiếng về hải sản rồi các bạn. Hôm nay đi phá đảo chợ Tân Hiệp. À, mua ghẹ nè các bạn. Cá này hồi giờ hình như mình chưa có ăn hay sao á. À, cần luôn 2 kg. Ký rỡ. Kêu không? Ký rồi không? Biết đâu. Cá hồi, đầu cá hồi đúng không chị? Tàu cá hồi nè, nhưng mà biết nấu à, cho biết nấu chiên mắm cũng ngon. Cá hố nè các bạn, đó. Tiền nè chị. Chợ Tân Hiệp, Mr. Lô mình đi lần đầu tiên đó các bạn. Ở Phú Yên mà giờ mình mới đi đầu tiên. Dạ. Dạ, đi tiếp. Cô Mỹ chỉ đi thẳng vô đầu tư luôn đây, vô. À tâm tiết hả? Cá hố Phú Yên nè các bạn. Về phơi một nắng hay là chiên tươi luôn, y bài luôn. Dạ. Đây là hàng hải sản các bạn. Mr. Lo đang đi hàng hải sản. Cua nè, tâm tích nè. Tập tích sao dẫn đuôi hết rồi. Dẫn đuôi hết rồi ta. Nhiều ký vậy chạy. Ăn được không? Sợ vui về ăn được chắc vui. Sứa này nè, đây các bạn. Sứa này sứa khô hay sứa tươi? Sứa tươi, sứa khô đúng không? Sứa khô với tươi gì? Ủa, phải không? Sứa này nè, đó. Hôm nay phá đảo hải sản ở chợ Tân Hiệp. Đây luôn, cua luôn. Cua xanh. Cua nhiêu ký chị cho ta biết vậy? Chắc biết không? 300 hả? Ờ. Đây, biết nhiêu ký. Tôm tích 150. Tôm này là tôm gì vậy? Mùa này mùa ghẹ Phú Yên cho nên đi đâu thấy ghẹ nè các bạn. À, Mr. Lâu mới mua 1 kg rồi. Mua từng chiếc không? Rồi, đi phá đảo. Mực nữa nè. À, mực hấp đó các bạn. Tươi không à. Mực Phú Yên là y bài luôn. À, cá cơm này cá cơm ngần hay than vậy đúng không con? Cá cơm này miền Trung là chỉ có thôi nha các bạn. Về bắp gỏi hoặc là keo á, kho keo. Dạ. Rồi vô phá đảo tiếp, phá đảo chợ Tân Hiệp.
Rồi mình vô hàng đồ khô với hàng thịt. Cũng là hải sản. Giờ vô hàng thịt rồi các bạn. Đó, hàng rau. Thịt, rau củ. Thịt đây, thịt heo đây. Thịt heo đây. Đây hàng rau. Đi cho hết chợ Tân Hiệp cho các thấy các bạn luôn. Lại hải sản. Đi đâu cũng thấy quầy hải sản nha các bạn. Ồ, mực nè. À, quầy hải sản. Mực ống khổng lồ. Mực lá luôn. Mực lá này nhiêu ký chị? À. Đâu có biết, giờ đứng ở ngoài. Ồ, mực này các bạn. Đây là quầy mực. Quầy mực chị gì chị? Chị gì? Chị bé. Quầy mực chị bé ở cuối lòng chợ các bạn. À, chị bé hướng dẫn lựa mực nè. Chị hướng dẫn mọi người lựa mực đi. Đâu có làm gì hứng hứng đi mua vậy ha. À, hấp là loại nào chị? Chị hấp là đây, còn nướng là loại nào? Ồ, nó hơi teo. Hơi teo đúng không? Đúng rồi. Mực nướng 300. Mực. Bên kia ghẹ nữa kìa. À, ghẹ các bạn. Ghẹ tôm. Ngon không? Nhìn hấp dẫn không các bạn? Ghẹ tươi kìa. Hàng cá này nè, cá hố nè các bạn. Cá hố lớn nè, đó. Đó, cá hố này nhiêu ký chị? Đó, cá hố. Cá hố 108. À. Cá hố này, một là chiên tươi luôn, hai là phơi một nắng là chiên y bà luôn các bạn. Cá. Cá gì chị? Cá liệt nè, đó, các loại cá lạ lạ nè. Cá này là cá gì chị? Cái này là cái gì? À, cá hố nữa nè các bạn. Cá hố siêu khổng lồ. Cá cờ nữa nè. À, cá cờ nữa đó các bạn. À, hàng cá không? Cá hố, khu này cá hố nha các bạn. Đó, à, khu này toàn là cá hố không mà nè. Đó, à, các bạn mua. Khu này cá hố không nè. À. Các bạn đi chợ Tân Hiệp hoặc là mua cá hố là có thể chợ này nè. Chợ này thấy cá hố không nè. À. Lia hết vầy cá hố cho các bạn nè. Ok. Rồi, clip tới đây là kết thúc. Hy vọng chợ Tân Hiệp sẽ bao quát hết cho các bạn luôn. Rồi, bây giờ về chiến thôi.